Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đinh Châu. Thì hiện nay như chúng ta thấy thì trong trang chủ của tài khoản OpenAI, chúng ta vào phần quản lý tài khoản thì chúng ta không thấy cái mục là thay đổi mật khẩu. Do đó nhiều người gặp khó khăn khi mà nhờ người khác tạo tài khoản, và thậm chí là chúng ta mua tài khoản nhưng mà chúng ta không biết cách để chúng ta đổi mật khẩu. Đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho cả nhà về cách để chúng ta thay đổi mật khẩu tài khoản OpenAI cực kỳ là đơn giản, chỉ trong vòng một nốt nhạc. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Trước hết chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản OpenAI nhé. Chúng ta vào một cái trình duyệt web bất kỳ, ví dụ như mình vào EDGE. Đấy, mình nhập cụm từ là OpenAI Sign này. Enter. Thì, chúng ta vào cái trang web này nè. OpenAI API á. Rồi, đến đây chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập bình thường nha. Chúng ta vào tài khoản Gmail đăng ký OpenAI á. Rồi, chúng ta tiếp tục. Rồi, đến đây chúng ta sẽ nhập mật khẩu bình thường nha. Rồi, Enter. Thì đây là trang chủ của tài khoản OpenAI của chúng ta này. Đó. Thì chúng ta kiểm tra các cái thông tin trên này cũng như vào trang cá nhân của chúng ta. Ở đây chúng ta không thấy cái mục nào gọi là mục thay đổi mật khẩu cả. Kể cả chúng ta vào quản lý tài khoản cũng không có phần thay đổi mật khẩu. Vào cài đặt cũng không có luôn. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng trong cái tài khoản của chúng ta là không có cái phần là thay đổi mật khẩu. Và để thay đổi được mật khẩu này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta vào nhập vào đây, chúng ta đăng xuất ra. Rồi, sau khi đăng xuất ra thì nó sẽ vào như vậy. Thì chúng ta nhập địa chỉ Gmail vào bình thường ha. Rồi, sau đó chúng ta tiếp tục. Rồi lúc này chúng ta sẽ không nhập mật khẩu ở đây nữa, mà chúng ta sẽ nhấn vào quên mật khẩu. Đó, quên mật khẩu này. Thì đến đây nó báo là đặt lại mật khẩu của bạn, nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn hướng dẫn đặt lại mật khẩu. Và email này là email đã đăng ký tài khoản OpenAI. Đó. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Đấy, ở đây nó nói này, kiểm tra email của bạn, vui lòng kiểm tra địa chỉ email để biết hướng dẫn đặt lại mật khẩu của bạn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái email của chúng ta. Vào Google đi. Rồi sau đó chúng ta vào Gmail. Rồi, ở đây chúng ta thấy một cái email từ OpenAI này. Send password for OpenAI này. Chúng ta mở lên. Đấy. Thì ở đây nó nói là reset password. Một cái yêu cầu thay đổi mật khẩu cho tài khoản của bạn. Nếu nếu là bạn thì vui lòng nhấn vào vui lòng sử dụng link bên dưới để chúng ta reset lại password. Thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Reset password. Đấy. Sau khi mà chúng ta ấn vào reset password thì nó sẽ hiện là lên cái ô là đặt lại mật khẩu của bạn này, nhập mật khẩu mới bên dưới để thay đổi mật khẩu của bạn. Thì lúc này chúng ta hai ô này chúng ta đều nhập mật khẩu mới nha. Rồi chúng ta sẽ nhập mật khẩu mới. Đấy. Mật khẩu mới. Rồi. Sau khi nhập mật khẩu mới xong, chúng ta sẽ đặt lại mật khẩu. Đó, như vậy nó báo mật khẩu đã thay đổi, mật khẩu của bạn đã được thay đổi thành công này. Và lúc này chúng ta sẽ quay lại cái nền tảng OpenAI. Rồi, đến đây chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email của chúng ta. Tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ nhập mật khẩu mới, có đăng nhập được không nhé?
Rồi, chúng ta tiếp tục. Đấy, và đã vào bình thường. Như vậy là quá trình thay đổi mật khẩu của chúng ta đã thành công. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ vài thao tác đơn giản là chúng ta đã thay đổi được mật khẩu tài khoản OpenAI. Và trong trường hợp chúng ta nhờ một bên khác hỗ trợ lập tài khoản OpenAI thì chúng ta sẽ làm theo cách này để chúng ta thay đổi mật khẩu. Như vậy là đã xong rồi. Thật là đơn giản phải không nào? Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem và không quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye.